Xin chào các em, bây giờ cô sẽ dẫn các em giải bài 4 ở trang 73 sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2 Đề bài như sau Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng Vẽ đường thẳng A, cắt các đoạn thẳng A, B, A, C Và không đi qua A, B và C Thế thì chúng ta sẽ vẽ như sau chúng ta Đầu tiên chúng ta sẽ phải lấy 3 điểm A, B, C không thẳng hàng B và C. Vẽ đường thẳng A, cắt các đoạn thẳng AB và AC. Thế thì cô sẽ nối đoạn thẳng AB, nối A và B để có đoạn thẳng AB, nối A và C để có đoạn thẳng AC. Vẽ đường thẳng A, cắt AB, AC và không đi qua AB và C. Thế thì cô sẽ vẽ đường thẳng A như sau. đây là đường thẳng a. À, thế thì ở câu a gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a. Thế thì các em có thể thấy rằng mặt phẳng bờ a của chúng ta như sau. Đầu tiên thì cô sẽ ghi đây là mặt mặt phẳng ở phía bên tay trái của cô đó chính là nửa mặt phẳng bờ a của chúng ta chứa điểm a. Thì ở câu a chúng ta sẽ trả lời như sau: nửa mặt phẳng Đây là mặt phẳng 1, phá, đây là mặt phẳng 2, nửa mặt phẳng 1 là nửa mặt phẳng bờ A chứa điểm A. Vậy nửa mặt phẳng bờ nửa mặt phẳng 2 là nửa mặt phẳng cũng là bờ a nhưng mà không chứa điểm không chứa điểm a như vậy chúng ta vừa gọi tên xong hai nửa mặt phẳng đối nhau của bờ a tiếp theo b đoạn thẳng bc có cắt đường thẳng a không thế thì chúng ta sẽ nối b và c Các em có thể thấy rằng BC của chúng ta sẽ cùng nằm về một phía so với đường thẳng A hay là bờ A thì BC của chúng ta sẽ không cắt A thì chúng ta sẽ trả lời như sau. Đoạn thẳng BC không cắt A. Vậy chúng ta vừa trả lời xong bài 4 ở trong sách giáo khoa.